Xin kính chào quý bà con, với cô bác, quý anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sở qua tình hình giống bất thái hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý anh chị, các bạn cùng tham khảo. Ngoài cập nhật tình hình giống hết bất thái thì hàng ngày mình còn có làm thêm giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giống bất thái sáng hôm nay thì tăng nhẹ so với ngày hôm qua nha quý bà con. Đang có tin rất là tốt ở thị trường các cửa khẩu, hiện nay thì đang chuẩn bị mở cửa trở lại, vì mà tình hình giống bất thái hôm nay thì tăng nhẹ. Cụ thể là ở khu vực Vĩnh Long thì cam lớn là 6, cam nhỏ là 3 và mít chợ là 2.000 đồng ký. Khu vực Cần Thơ thì cam lớn là 6, cam nhỏ là 3 và mít chợ là 2.000 đồng ký. Khu vực An Giang thì cam lớn là 6, cam nhỏ là 3 và mít chợ là 2.000 đồng ký. Khu vực Đồng Tháp thì cam lớn là 6, cam nhỏ là 3 và mít chợ là 2.000 đồng ký. Khu vực Hậu Giang thì cam lớn là 6, cam nhỏ là 3 và mít chợ là 2.000 đồng ký. Khu vực Trà Vinh thì cam lớn là 6, cam nhỏ là 2 và mít chợ là 2.000 đồng ký. Khu vực Sóc Trăng thì cam lớn là 6, cam nhỏ là 2 và mít chợ là 2.000 đồng ký. Còn khu vực Long An thì cam lớn là 6, cam nhỏ là 3 và mít chợ là 2.000 đồng ký. Khu vực Tiền Giang thì cam lớn là 7, cam nhỏ là 3 và mít chợ là 2.000 đồng ký. Giá mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, do khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều giá mít. Còn ở khu vực Tây Ninh thì cam lớn là 6, cam nhỏ là 2 và mít chợ là 2.000 đồng ký. Còn những khu vực miền Đông như khu vực Đồng Nai thì mít cam lớn là 5, cam nhỏ là 2 và mít chợ là 1.000 đồng một ký. Khu vực Bình Phước thì cam lớn là 5, cam nhỏ là 2 và mít chợ là 1.000 đồng một ký. Và hiện nay thì do tình hình giá mít đang sắp nên thương lái cũng đang mua xô nữa, bà con. Thì mua mít xô ở khu vực Đồng Nai, Bình Phước thì đang góp giá đồng từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Còn khu vực Tây Nguyên hiện nay thì cam lớn là 4, cam nhỏ là 2 và mít chợ là 1.000 đồng một ký. Khu vực Vũng Tàu thì cam lớn là 5, cam nhỏ là 2 và mít chợ là 1.000 đồng một ký. Khu vực Bình Dương thì cam lớn là 5, cam nhỏ là 2 và mít chợ là 1.000 đồng một ký. Tùy theo từng khu vực, tùy theo từng vườn mít đẹp hay là xấu, xa hay là gần, có dễ vận chuyển hay là không mà giá có thể chênh lệch lên xuống.